Tập 1. Điểm thêm 1. Vô cùng vui mừng. Thêm 1 điểm ở dưới. Hết thật rồi. Hết rồi, hết thật rồi. Biến đi, biến đi, lại. Cuối cùng ta cũng được mở mang tầm mắt. Tiên nhân động của ta, từ khi mở cửa tới nay, cậu là người đầu tiên. Thua đến mức không còn manh áo. Lão bác, lấy gì để cường nó bây giờ? Được rồi. Được rồi. Được rồi, đừng đi chứ. Dư lão bác này, trong số các huynh đệ của Dương gia thì anh là người thật thà nhất. Dựa vào điểm này thôi thì tôi và đại ca tôi sẽ cho anh một cơ hội để gỡ lại. Lão thất đã lột sạch đến mức đó rồi, còn gì để lột nữa đâu. Anh nghe em nói đi. Có điều anh phải lấy ra được cuốn sổ có thể chấp được. Ở đây không có ai chịu làm mấy vụ buôn bán lỗ đâu. Đúng đó. Anh cứ nghĩ kỹ xem còn có thể thế chấp được thứ gì. Anh nói đi. Chỉ cần tôi có. Không phải anh vẫn có vợ con sao? Cược một phen đi. Nếu như anh thắng thì nhà, đất, tiền đều là của anh hết. Khoan đã, việc đó lấy gì ra cược cũng được. Nhưng mà cược vợ, cược con, tôi đã biết ngay mà, cậu đúng là một con hổ giấy, chẳng được cái gì hết. Lão thất, chúng ta đi. Đi thôi, đi thôi. Đồ ngu, giải tán thôi. Đợi đã. Tôi cược. Mười bốn điểm rồi, bằng nhau. Bằng nhau. Tốt lắm, tốt lắm. Thu hồi được vốn rồi. Không ngờ phải không? Chí Tôn. Anh là đồ súc sinh. Tại sao anh không thua luôn cả bản thân anh đi? Tại sao anh không thua cả tứ đường Dư gia này đi? Tại sao anh không thua cả cái Thạch Tuyền trại đó đi? 15 tuổi tôi đã gả vào Dư gia các anh. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà để anh nướng từng món đồ của tôi vào sòng bạc? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Rốt cuộc anh có lương tâm không hả? Anh có còn là đàn ông không? Mẹ, có người tới. Dư lão bác. Bàn bạc xong chưa? Tôi tới để đưa người đi đây. Thạch Tuyền trại gốc rễ vững chắc. Lão Cách Cách cũng là người đức cao vọng trọng. Quan gia của tôi cho dù gan to bằng trời cũng không dám giở trò trong địa bàn của người. Nhưng chữ này là do Dư lão bác chính tài viết, không ai ép buộc cậu ta cả. Tôi nghĩ
người sẽ không ỷ vào việc thạch tiền trại có mấy trăm khẩu súng mà làm ra những chuyện không dự dự tính chứ. Tôi là phụ nữ đã có chồng, là phụ nữ của Dương gia, mạng có thể mất nhưng không thể mất thể diện. Thái Phượng, em làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống. Anh bỏ tôi ra, buông tôi ra. Anh đặt cược cả mẹ con tôi. Đây rõ ràng là bảo chúng tôi chết đi. Buông ra, anh đừng có qua đây. Anh muốn tôi chết, muốn tôi chết. Nè, mẹ. Mẹ. Còn có thể bàn bạc thêm không? Thạch tiền trại có thể bán nhà, bán đất, nhưng không thể bán phụ nữ được. Ra giá đi, giấy nợ tôi giữ lại. Ôi chao, Đạo Cách Cách ơi, Phan gia tôi đâu thiếu số bạc lẻ đó. Đương nhiên là nếu như Dương gia thật sự có thành ý. Nói đi, nếu như Đạo Cách Cách đã lên tiếng thì tôi cũng sẽ nói thẳng. Lão thái gia của Phan gia chúng tôi có để lại di huấn, con cháu đời sau không dám quên lời dặn của tổ tông. Nếu như Lão Cách Cách không chịu giao người ra cũng được, vậy thì hãy đem một miếng đất của tổ tiên Phan gia trả lại cho Phan gia. Phan lão đại, ông có biết bên dưới mảnh đất đó là ai không? Đó là Thần Linh, tổ tông của Thạch Tuyền Trại. Muốn lấy về à? Ông hãy nghĩ lại xem bản thân có đủ khả năng không? Lão Cách Cách, Dương gia trước đây luôn lấy sự thành thực và tính nghĩa làm đầu. Nếu như bây giờ lại không giữ chữ tín, thì tờ giấy nợ này cũng có thể coi như là một tờ giấy lộ. Đợi đã, cứu tôi với. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tam nương, Tam nương, Tam nương, cứu tôi với. Cứu tôi với. Tam nương, cứu tôi với. Tam nương, cứu tôi với. Tam nương. Thất thúc, thất thúc, cứu tôi với. Tôi không thể đi được. Tôi mà đi thì đời của tôi coi như xong. Thất thúc, thất thúc, thất thúc, thất thúc. Dư lão bác, đồ khốn nạn, tôi có làm ma cũng không tha cho anh. Đợi đã, bà ơi, bà ơi, bà nói một câu, bà nói một câu thôi là cứu con được rồi. Con biết là bà nhất định sẽ cứu con mà. Con biết mà. Con biết là bà nhất định sẽ cứu con mà. Con à, Dư gia có lỗi với con. Bà có lỗi với con. Bà sẽ cứu con mà. Bà nhất định sẽ cứu con mà. Thái Phượng, Thái Phượng, đừng quên, đừng quên quy tắc của nữ nhân Dư gia. Đưa được người đến rồi. Đi, đi. Người đâu? Mở từ đường. Là lỗi của con.
Con không phải là người, con là súc sinh. Con không nên cờ bạc, con không nên đánh bạc, rồi thua mất cả vợ cả con. Thể diện của liệt tổ liệt tông đều bị con làm mất hết rồi. Thanh Tuyền, có. Lấy gia quy tôn pháp. Đứng lên. Trong tộc ta, nếu như có con cháu bất hiếu làm nhục tổ tông, nhất định sẽ đồng lòng đuổi khỏi gia tộc để giữ sự trong sạch của gia phong. Kẻ đại bất hiếu, cút. Ham mê cờ bạc, cút. Đam mê ca múa, cút. Đam mê ca múa, cút. Mau đến xem đi, mau đến xem đi. Kẹo hồ lô đây, vừa chua vừa ngọt. Kẹo hồ lô đây, vừa chua vừa ngọt. Kẹo hồ lô đây, cô gái mua một sâu đi. Vừa làm xong đó, vừa thơm vừa ngọt. Tiệm chúng tôi tập trung toàn bộ 8 đầu bếp nổi tiếng của Giang Nam. Giờ lành đã tới, khai tiệc. Hay, hay lắm. Tránh đường. Dừng lại. Tránh đường, tránh đường. Tránh đường. Tránh đường, tránh đường. Tránh đường. Cô muốn làm gì? Dừng lại. Tránh ra. Dừng, mau buông tay ra. Chị gái, chị mau buông ra. Dừng lại, cẩn thận. Mau dừng lại đi, mau buông tay ra. Cô mau dừng lại đi, buông tay ra. Chị gái, chị không sao chứ? Tôi không sao. Cô xem con ngựa của cô có sao không? Cảm ơn chị nhiều nha. Ban nãy nếu không có chị, không có gì. Sợ lắm hả? Lần sau cẩn thận nhé. Đừng chạy lung tung nhé. Ngoan nhé. Được rồi, trong ngựa cẩn thận nhé. Chị gái, chị tên gì vậy? Nguyệt Nhi. Xảy ra chuyện gì vậy? Long ca. Ban nãy ngựa của em sợ hãi. May có một chị gái giúp đỡ em. Chị ấy đâu rồi? Chị ấy đi rồi. Em có hỏi chị ấy ở thôn nào không? Tên là gì không? Em hỏi rồi, chị ấy không nói. Dư Tam Nương là con gái của Dư Gia. Dư Điều Câu. Ai chứ? Bác Đại Ni. Bác chạy đi à? Cha, sao bây giờ con mới tới? Hứa Can Tử đợi con lâu lắm rồi đó. Đợi thì cứ đợi thôi. Nè, con bị làm sao vậy? Con đánh nhau với thổ địa công đó à? Con không nhớ là hôm nay tới bàn chuyện hôn sự à? Con nói xem bộ dạng này của con làm sao mà gặp người ta đây? Ai thành thân cơ chứ? Là cha ép con tới mà. Thôi con về đây, đứng lại. Con đúng là. Cha đánh vào đây nè. Đồ ương bướng này. Mau vào trong đi. Được rồi, mau lên. Hứa Can Tử. Đây rồi, đây rồi. Cháu trai à. Sao vậy? Chưa thấy bà cô thổ địa bao giờ à? Cháu trai à. Cháu thấy đó, nó vội vàng tới đây. Không cẩn thận nên bị ngã. Cháu xem. Cháu đừng trách nó nhé. Không sao, không sao đâu các thúc. Không sao đâu. Ổn à? Em gái, mời ngồi. Không cần đâu. Tôi tới là để nói anh một tiếng. Tôi sẽ không lấy anh đâu. Không chỉ có anh, dù sao các đại ni tôi cả đời này cũng sẽ không lấy ai cả. Thật ngại quá, khiến anh mất thời gian rồi. Anh cứ ăn đi, uống đi. Đại ni, đại ni à. Cháu à, cháu xem. Nó cứng ngang bướng vậy đó. Thứ này đi, cháu cứ đợi ở đây một lát. Để ta đi gọi nó quay lại. Các thúc. Thúc ngồi đi, thúc ngồi đi. Hai chúng ta cứ quyết định ngày thành thân đi à. Có được không? Được, được chứ. Tôi sống là người của Thạch Tuyền Trại, chết là ba của Thạch Tuyền Trại. Tôi là người của Dư Gia mà. Người đâu? Mau lôi cậu ta ra khỏi Thạch Tuyền Trại.
Không, không, bà ơi, bà ơi, nghe con nói đã. Con cầu xin bà, con không muốn làm cô hồn dạ quỷ, đợi đã. Tam ca, Tam ca, một tên cứu em. Ngủ nãy nãy, xin người đừng vì thằng khốn này mà tức giận, tới mức hại sức khỏe. Con hỏi thằng xuất sinh kia, xem nó đã gây ra chuyện gì. Cửu nãy nãy, con vừa về tới bàn tàu sơn thì đã nghe nói Dương lão bác không thay đổi tính nết, khiến người mất hết thể diện. Nó không phải là mất hết thể diện của ta, mà là thể diện của tổ tông. Dạ, Dương lão bác là mất hết thể diện tổ tông, phải chịu phạt. Không có quy tắc thì không thành người, đúng không? Đúng đúng. Nhưng mà cửu nãy nãy, ban nãy ở bên ngoài con nghe thấy là muốn đuổi Dư bác ra khỏi Thạch Tuyền trại, sau này không được mang hỏi Dư nữa. Kể từ khi ta và cổ gia của con giành được dùng này, chưa từng mất thể diện như vậy. Cửu nãy nãy, người nói đúng, nhưng trừng phạt như vậy có phải quá nặng rồi không? Ai cũng biết là người Dư gia, ta bị chặt đầu chứ cũng không muốn bị đuổi ra khỏi Tường Đường. Lão Tam, bà cũng là đang thi hành quy tắc thôi. Cháu là người đã từng đi lính, đương nhiên sẽ biết là quốc thì có quốc pháp, quân đội thì cũng có kỷ luật. Ai cũng biết cháu là lão bác, là anh em ruột. Nếu như cháu muốn bảo vệ nó, thức thúc, cháu có nói là muốn binh vực nó sao? Nói chuyện thì nghe thanh, tiếng chuông thì nghe âm, còn cần phải nói rõ ràng nữa sao? Thức thúc, thúc thực sự muốn câm miệng. Chú cược cái gì không cược, lại cược cả vợ con để rồi thua. Tam ca, em đen đuổi bà, chú đen đuổi đúng không? Dư lão bác, chú cược rồi thua luôn cả cái mạng của chú được, nhưng chú không được cược mạng của phụ nữ và trẻ con Dương gia. Đây là lần đầu, nếu như còn lần sau thì tôi sẽ chặt đứt toàn bộ cánh tay của chú luôn. Lão Ngũ, có đưa chú ấy xuống tìm một lan trung đi. Cửu nãy nãy, con xử lý như vậy người thấy có được không ạ? Phải rồi bà ơi, con quên nói với bà, cô ấy tên là Minh Nguyệt, là vợ hai mà con vừa mới lấy về. Minh Nguyệt, qua chào cụ nãy nãy đi. Minh Nguyệt xin chào cụ nãy nãy. Cụ nãy nãy, đi không phải là nơi hành lễ, lát nữa con sẽ đưa cô ấy đến chào hỏi người. Trái tim anh làm bằng sắt đá hả? Sao anh lại cứng thế? Đang yên đang lành, cắt ngón tay của chú ấy xuống. Chú ấy là anh em ruột của anh mà. Chính vì chú ấy là anh em ruột của anh nên anh mới cho chú ấy cơ hội này. Em không biết đâu, ở Dương gia không còn hình phạt nào nặng hơn việc đuổi ra khỏi gia tộc như lão bác như vậy. Nếu như rời khỏi Thạch Tuyền trại thì có khi không bằng cả con chó. Mẹ anh cũng là mẹ chồng em, trước khi lâm chung đã dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho chú ấy. Anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của người anh. Chuyện này không thể giải quyết như vậy được. Anh nói xem, rốt cuộc Phan lão đại này là người như thế nào? Màn Tàu Sơn có ba thôn: Đông Liên Trì, Tây Liên Trì và Thạch Huyền Trại. Ông ta là hộ lớn nhất của Liên Trì, cũng là người giám hộ, là kẻ muốn giẫm đạp lên Thạch Huyền Trại rồi làm bá chủ. Liên Hoa, Đương gia, em xem, anh chỉ mãi lo việc của lão bác mà quên mất không giới thiệu cho em. Liên Hoa nè, cô ấy là Minh Nguyệt, sau này cô ấy sẽ làm em gái của em. Nguyệt Nhi, đây là chị Liên Hoa của em, gọi chị đi. Chị. Em Nguyệt Nhi quả thật là xinh đẹp. Đương gia nè, em đưa Nguyệt Nhi tới tiết nữ đường thắp hương nhé. Em xem trí nhớ của anh, anh bị lão bác làm cho hồ đồ rồi. Nguyệt Nhi, em đi theo Liên Hoa tới tiết nữ đường thắp hương nhé. Tiết nữ đường sao? Tiết nữ đường là nơi nào vậy?
phụ nữ được gả vào Dương gia, cho dù cao quý thấp hèn, đều phải tới tiết nữ đường thắp hương. Người tới thắp hương mới thực sự là nữ nhân của Dương gia. Những người này là ai vậy? Đây là nữ nhân của Dương gia, những tiết nữ đúng nghĩa. Thập nại nại bị thổ phỉ từ nơi khác đến làm ô quế, nên đã dập đầu vào cột nhà tự vẫn. Còn cả đại nương nữa, khi đi theo đại tá làm ăn buôn bán ở Bắc Kinh, khi liên quan đến tám nước tiến vào Bắc Kinh, đã bị lính ngoại quốc làm ô quế, nên đã dùng một con dao cắt đứt cổ họng. Thập cụ thẩm, nhị tẩu, thất tỷ, có một năm thổ phỉ đánh vào Thạch Tuyền trại, chà đạp vô số phụ nữ. Những người phụ nữ từng bị chà đạp không có ai muốn sống tiếp nên đều tự sát. Nguyệt Nhi, nữ nhân của Dương gia tuyệt đối không được thất tiết. Quy định này không ai có thể thay đổi được. Bà tới rồi. Nào, nào, nào. Lão Tất à, chú nói xem, cục tức này của Dương gia cứ thế nhẫn nhịn thôi nhỉ? Nếu không nhịn thì còn làm thế nào? Là do Dư Lão Bác cược thua mà, có chơi có chịu đúng không ạ? Chúng ta tới đó đòi người cũng hợp lý mà. Chỉ đáng tiếc là mảnh đất phong thủy đó tốt. Dương gia này thật là để mất người chứ không mất đất. Lão Tất à, Dư Lão Tam là một kẻ dám bước lên cầu độc mộc để liều mạng đó. Chúng ta tới Dư gia cướp người cũng đồng nghĩa là việc tát cho mặt hắn. Nếu như Dư Quá Long quay về thì hắn sẽ không để yên đâu. Đại ca, sao tuổi tác càng lớn anh lại càng nhát gan thế? Binh đến thì tướng ngăn, nước dân thì đắp đập. Nhớ năm đó khi Dư gia cướp đất của Phan gia ta, hai nhà chúng ta đã như nước với lửa rồi. Bao nhiêu năm qua cũng đến lúc Dương gia gặp dẫn xuôi rồi. Sau khi có dấu ấn tiết nữ thì em chính là nữ nhân của Dương gia rồi. Cố gắng nhé, mấy hôm là hết thôi. Cảm ơn chị. Chị à, bà nội rốt cuộc là có lai lịch thế nào ạ? Tại sao mọi người kính trọng bà ấy như thần thế ạ? Bà ấy là con gái của một Dương gia thời nhà Thanh, một cách cách của Tân Dương đó. Năm đó bà thích Cửu gia làm hộ vệ ở trong phủ, nên nhất quyết bỏ trốn cùng Cửu gia gia đến Màn Thầu Sơn. Thật không ngờ bà lại là một liệt nữ. Đúng thế. Thực ra Thạch Tuyền trại được như ngày hôm nay đều nhờ Cửu gia gia và Cửu nãi nãi liều mạng dựng nên đó. Cửu nãi nãi chính là một vị thần của Thạch Tuyền trại. Đắc tội với ai cũng được, nhưng không được đắc tội với bà. Cảm ơn sự chỉ dạy cho chị. Không nói gì cụ nãy nãy nữa, nói cho em đi. Kể cho chị nghe, em và Dương gia quen nhau như thế nào đi. Cha em là đoàn trưởng quân đội Bắc Phạt, anh Long là trinh sát trưởng đội trinh sát dưới quyền ông ấy. Khi em học đại học ở Hán Khẩu thì cha em đã mất ở chiến trường trong cuộc Đông Chinh. Mẹ kế của em nghĩ đủ cách bán em vào kỹ viện, rồi kiếm được một mớ tiền, sau đó bỏ trốn cùng cả đàn ông khác. Là anh Long đã chuộc em ra từ hố lửa. Em từng làm gái à? Em chỉ làm gái trên danh nghĩa trong 3 tháng thôi, chưa có ai động vào em cả. Nguyệt Nhi, những lời này em nói với chị là được rồi, nhất định đừng nói với người khác, tránh những rắc rối không đáng có. Em phải biết là phụ nữ đã rất khổ, là phụ nữ của Dương gia càng khổ hơn.
Thế nào hả? Vẫn là Phan gia chúng ta tốt hơn đúng không? Thằng bé này trông chẳng giống cha nó chút nào. Lôi nó ra ngoài đi. Các ngươi làm gì thế hả? Đi. Bỏ nó ra. Các ngươi làm gì thế hả? Bỏ nó ra. Phan lão thất, anh muốn làm gì? Động phòng thôi. Người đẹp, bây giờ em tự cởi hay là để ông đây cởi giúp em? Phan lão thất, nếu như anh còn làm xăng làm bậy, nếu Tam ca tôi biết được sẽ lột da anh đó. Lôi Dương lão tam ra dọa tôi à? Tôi cho cô biết, nếu như bây giờ Dương lão tam có ở đây thì tôi sẽ đập cả cô và hắn. Con đàn bà thối này, Dư lão bác đặt cược cả cô thua vào tay ông đây. Cô còn muốn giữ trinh tiết cái nỗi gì? Chạy ra, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Phan lão thất, tôi sống là người của Dương gia, chết là ma của Dương gia. Tôi xin anh tha cho tôi đi. Nói hay lắm, cô đã vào cửa của Phan gia chúng tôi rồi thì phải làm nữ nhân của Phan gia. Làm nữ nhân của Phan gia. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Phan lão thất. Phan lão thất. Đại Ni à, con ở đây, đang lấy táo. Đại Ni à, Đại Ni, Đại Ni, Hứa gia đã mang sính lễ tới rồi. 15 kg gạo, 10 kg mì, còn cả 25 kg đấu trám nữa. Con mau quay về thu dọn đi, ngày kia sẽ tới đón dâu. Con không đi đâu. Con không đi. Hôn sự này là hôn sự được chỉ định, mà năm đó cha con và cha của Hứa Can Tự đã định. Làm sao con nói là không lấy thì là không lấy? Ai quyết định thì người đó mà đi lấy. Con không lấy. Vậy con vẫn định ở lề nhà mình sao? Làm bà cô cả đời à? Như vậy thì đã sao ạ? Con ăn không ngồi rồi à? Con bé này. Có phải con vẫn nhớ tới thằng ranh đó không? Tao nói cho con biết, con hãy từ bỏ ý định đó đi. Thằng khốn đó, nó là kẻ thù của các gia chúng ta. Con đang làm gì vậy hả? Cha biết là cha nói những chuyện này, con cũng không muốn nghe. Con không muốn nghe thì cha cũng phải nói. Con cứ nhớ nhung nó thì nó có nghĩ đến con không? Cha nghe nói cái thằng khốn đó đã thành thân từ lâu rồi. Nó lấy con gái của quỷ trưởng cao bên Đông Liên Trì. Người nói còn vừa dẫn vợ bé về nữa. Cha bớt nói vài câu đi, cũng đâu ai nói cha câm. Không phải là vì cha muốn tốt cho con sao? Con nói xem, con đã 20 tuổi rồi, chưa bàn đến chuyện tuổi tác đã lớn, mà con còn nuôi cái thứ con hoang đó. Thứ Can Tự chịu lấy con đã là tốt cho con rồi. Ai là con hoang hả? Cha nói ai là con hoang? Con đang làm gì vậy? Con còn chưa xuất giá mà đã có một đứa con rồi. Thế không phải là con hoang là gì? Cha mới là con hoang đó. Sao con nói chuyện với cha vậy hả? Con cứ nói vậy đó. Con sau này anh là chồng em, em chính là vợ anh rồi. Sau khi thành thân thì mới là vợ chồng chứ. Anh quay về để gặp chuyện thành thân đi. Tôn nghiêm cũng là một dáng vẻ cực có mà. Anh muốn ở bên cạnh em cả đời. Em không được lấy hắn. Tại sao? Anh nói sao? Em hối hận rồi. Sau này anh đừng tới tìm em nữa. Hôm nay em không nói cho rõ ràng thì em được hồng đi đâu cả. Thế thì anh cứ giết em đi, hoặc là anh để em rời khỏi đây. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Buông ra, không buông. Em tuổi hổ hả? Xá Hoa, con qua đây. Nhưng
Mẹ ơi, hoa nè. Ngoan quá. Nào, đưa hoa cho mẹ. Cấu đầu với cụ cũ đi. Được rồi, đứng lên đi. Ca ca à, cho dù anh và cha con bé có thù lớn đến cỡ nào thì Soái Hoa dù gì cũng là một đứa trẻ, anh phải phù hộ cho con bé đó, để con bé được trưởng thành. Em cảm ơn anh. Chuyện này không thể trách Thạch Thái Phượng được. Một ngày làm nữ nhân của Dư gia thì cả đời phải làm nữ nhân của Dư gia. Lão bác đem cô ấy đi cược rồi thua, còn có thể cướp cô ấy về sao? Thạch Tuyền Trại chúng ta có bao giờ làm những việc nói lời không giữ lời đâu. Là lão bác tự đặt cược chị dâu thua, chúng ta không có lý do cướp về đúng không? Nhớ giận, chuyện này thua như vậy là xong sao? Mặt mũi của Dư gia cứ để như vậy à? Thể diện của Dư gia sớm đã chẳng còn gì rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Dư gia chúng ta không thể cứ dùng súng cho cái loại chỉ biết ăn rồi phá rồi làm bại hoại gia phong được. Thúc thúc à, chưa nói tới việc lão bác là anh em của cháu, cho dù là một con chó thì nó cũng là con chó của Dư gia. Tôi chắc chắn sẽ cứu người. Vị nào ở đây là người phụ trách nhỉ? Nghe nói tiên nhân động này là thiên đường của những người thích đánh bạc. Không biết là có chỗ cho tiểu nữ này không? Tiên nhân động mở cửa làm ăn, tất cả bạn bè bốn phương đều là anh em. Người ở đâu tới? Chưa từng gặp, lạ mặt lắm, cũng hào phóng lắm. Trong một giờ, mười mấy anh em đều bị cô ta thắng hết tiền. Văn gia, đúng là đen mà. Nào nào nào, đúng là đen đuổi mà. Đen quá, đen quá. Đừng có đẩy tôi đen lắm. Chính là vì anh đó. Quả nhiên là tiên nữ hạ phàm. Vừa nhìn thấy gái đẹp đã nảy sinh dục vọng. Làm gì có chuyện không thua. Quả là lợi hại. Được lắm, cô nương đây may mắn quá. Phan gia, nào ông ngồi đi. Mời ngồi. Vị tiên sinh đây quá khen rồi. Là các vị đây đã nhường đó chứ ạ? Tôi tới để được thỉnh giáo đây. Xin mời. Sao chứ, không gả. Xính lễ đã nhận rồi mà thúc bảo tôi là không gả. Cháu trai à, cháu đừng nóng, ngồi xuống đã. Cháu trai à, cháu nghe tôi nói, con bé đại ni này tính cách ương ngạnh bướng bỉnh. Cháu thấy đó, ta nói gì nó cũng không nghe, ta cũng không làm gì được nó cả. Hơn nữa, cháu thấy đó, đại ni cũng đâu có gì tốt chứ. Đang trẻ như vậy đã có con, không chỉ khiến cho người ta mất mặt, nó còn gác thuốc. Một là cháu đem những chuyện chú làm hai năm nay đi báo quan nhé. Hoặc là cháu nói thẳng với Dư Lão Tam. Cháu trai, gác thúc à, giết người là bị chém đầu đó. Dư Lão Tam vẫn đang điều tra đó. Cháu trai à, cháu hay niệm tình, ta và cha cháu đã từng kết nghĩa huynh đệ, xin cháu hãy nương tay. Ông già, về nói với đại ni, chuyện từ hôn tôi không đồng ý đâu. Hai nhà chúng ta nếu không phải thông gia thì là kẻ thù. Tôi không tiễn. Không nhỏ đâu, con số không nhỏ đâu, để xem của đại ca. Hay, hay lắm. Đúng là ngoài dầm trời này còn có dầm trời khác. Núi cao còn có núi cao hơn. Tiểu nữ đúng là chẳng bằng ai. Đã nhường rồi. Có thể xin ông chỉ giáo một gián nữa không? Tiền của cô đã bị thua sạch rồi. Lẽ nào cô muốn không đặt cược gì à? Đúng thế, hết tiền rồi. Vậy nếu như không có tiền, không phải vẫn còn người đây sao? Người, ông xem tôi có đáng để cược một ván không?
Anh cược đi, đáng đó. Ván cược này của cô lớn quá. Không biết tôi nên đặt cược bao nhiêu đây? Tiểu nữ không có hứng thú với tiền bạc, chỉ muốn đi xin đây đặt cược một món giống như vậy thôi. Thứ gì? Đi xin đừng căng thẳng, không phải thứ đáng giá gì đâu. Tiểu nữ chỉ thích sưu tầm những thứ kỳ lạ thôi. Cô gái à, cô nên nói rõ ràng thì hơn. Một thứ không nặng hơn 3 đồng tiền, cũng không to hơn 1 tấc. Nếu như tiên sinh thua thì hãy đưa thứ đó cho tôi. Còn nếu tiên sinh thắng thì tôi sẽ như cá trên thớt. Đồ ăn trên bàn của ông tùy ông sắp đặt. Đương nhiên là nếu như ông không đồng ý thì trong thiên hạ có biết bao nhiêu sòng bạc, tôi cũng sẽ không treo cổ chết trên một cái cây đâu. Cô gái, tôi cược rồi. Mời cô. Được, hay lắm. Hay là chúng ta chơi một ván lớn đi, nhất viên lưỡng đăng giảng. Đơn tiếng song xuất. Là thiên bài đó. Thiên bài cũng được. Chí tôn thì thắng không đúng không? Chí tôn đó. Cô là người của thập tuyền trại phái tới. Dư gia, đại ca, sao cô ta có thể là dư gia phái tới được? Thua trước thắng sao? Thua trước rồi kiếm lại. Cô ta đặt cược một hồi, cô ta chính là nhắm vào giáp cờ cuối cùng này. Anh nói sao chứ, em nghe chưa rõ. Không nặng hơn 3 đồng tiền, không to hơn 1 tấc. Những gì cô ta muốn chính là tờ giấy của Dư Cát lão. Cô gái, tôi nói không sai chứ? Phan lão đại quả đúng là Phan lão đại. Dư lão bác có thể không thua được trong tay ông sao? Dư lão tam. Phan lão đại, tôi giới thiệu cho anh nhé. Đây là vợ hai mà tôi vừa cưới về. Thế nào? Được đó chứ. Nếu ông đã biết chúng tôi muốn gì rồi thì hãy lấy ra đây đi. Dư lão tam mà, Dư lão tam, anh lấy đàn bà ra để thay mặt cho anh. Đàn ông Dư gia các anh chết hết rồi à? Anh còn mặt mũi nói sao? Anh bị một cô gái trẻ thắng bao nhiêu như vậy, thế nào, thấy khó chịu không? Có giỏi thì đấu súng đi. Là tại tôi, ban nãy tôi thiếu sót, tôi chưa giới thiệu hết. Cô bé này từ lúc 5 tuổi đã cùng gia học bắn súng. Mấy trò giặt giảnh của anh, sách dép cho cô ấy có khi cũng chưa xứng đó. Có hơi khó chịu là quy tắc của sòng bạc. Phan lão đại, đây chính là điều mà ông nói nhé. Các người tới Tây Liên Trì đến đòi người phải không? Tôi cảm ơn anh trước nha. Đi thôi. Tam ca, vợ của lão bác bị Phan lão thất làm nhục rồi. Lão ngủ, nếu như tai chú nghe nhầm thì đừng trách tôi không tha cho chú nhé. Là thuộc hạ của Phan lão thất nói mà, có thể là giả sao? Vợ của lão thất chết rồi à? Chưa ạ. À? Sao?
Tam ca, nghe nói cô bị Phan Lão Thất làm nhục rồi. Là thật hay giả vậy? Tôi không tự nguyện làm chuyện đó. Tôi bị ép mà Tam ca. Quy tắc của Dương gia chắc cô cũng hiểu. Cô đã vào chết nửa đường rồi. Cho dù bị ép hay là tự nguyện thì đã làm chuyện không được làm, thì chỉ có thể theo lệ cũ thôi. Tam ca, đừng gọi tôi là Tam ca. Tam ca, anh đừng làm vậy. Tôi không muốn ở lại Phan gia. Anh đưa tôi về Dương gia đi. Tôi là người phụ nữ của Dương gia. Cô không phải phụ nữ của Dương gia. Dương gia không có phụ nữ như cô. Tôi là phụ nữ của Dương gia. Tôi là... Tại sao cô vẫn còn sống hả? Thái Phượng à, nếu như cô chết rồi, như vậy gọi là chí khí. Dương gia sẽ không làm nhục danh tiếng của cô đâu, mà còn cho cô một vị trí ở tiết nữ đường. Nhưng cô đã chọn nhầm đường rồi. Cô đã chọn nhầm đường rồi. Khốn nạn. Dương Lão Tam, anh thật quá đáng. Là do tôi chọn sao? Đàn ông Dương gia các anh làm sai, lại bắt một phụ nữ như tôi phải chịu. Tại sao hả? Một bà thủ phong tại xin chén.